Và để tiếp theo chương trình, Hoài Dương cũng xin gửi đến các cái gì và các bạn, đặc biệt gửi tặng cho Nam Long Hồ Một cũng như các chiến hữu các anh em, với một lớp trích đoạn trong vở cải lương Đêm Lạnh Chùa Quan. Thầy ơi, đại ca, đại ca ơi, đêm nay sương xuống lạnh, chỉ còn lại anh em mình thôi. Rót đi, rót đi cho ngôi chùa bớt lạnh. Anh ơi cho micro lớn lớn chứ này nghe nhỏ lắm, mấy anh không có đặt bao. Mây trắng bay lá rụng đầy sân vàng, thương nhớ gì đâu sao lòng nghe sầu đau thiết tha. Trăng đã lặn chốn xa, thương thương nhớ nhớ một người, bên nhau đã bao thù sao bây giờ mình thương nhớ nào rơi dài. Thương nhớ còn đâu sao lòng nghe sầu đau thiết tha. Trăng đã lặng chốn xa, thương thương nhớ nhớ một người, bao thu dân bên sao bây giờ. Một ơi 500 khỏi thối luôn hay một ha. Ủa, Hồ Một ngồi đây nha, mình qua đây cái quẹo đó liền. Sao bây giờ mình ta nhớ đại ca ơi, xin đại ca đừng nói nữa, đừng làm sao được. Bích Tuyền ơi, đó là tâm sự đau thương của kẻ nâng niu áp yêu từng kỷ niệm. Nhưng Bích Tuyền ơi, kỷ niệm ngày xưa như sương khói quyền lưng đôi, xin hãy lưu giữ cho nhau chút mộng mị đêm này, rồi sáng mai đây anh ra đi vĩnh viễn rượu đắng tình tống tiền một lần thôi. Xin hãy lưu giữ cho nhau chút tình đơn mòn gọi là niềm an ủi nghe ra đi. Em hãy để cho anh nhìn trọn một lần để lưu giữ hình ảnh mà anh đã chắc chiều nhung nhớ âm thầm. Em muốn hết rồi đại ca. Cảm ơn mấy huynh đã gửi tặng cho Hoài Dương những cái quà rất là thân thương. Cảm ơn. Cảm ơn. Đại ca Bích Tuyền, Bích Tuyền ơi, cảnh vật quanh đây đôi với ta đều là kỷ niệm. Từng gốc đá tròn hay cho đến thảm cỏ xanh mơn mận, nơi mà chúng ta từng quấn quýt bên nhau. Cảm ơn. Nhưng giờ đây, giờ đây đối với mũi nó hoàn toàn vô nghĩa, bởi mũi đã có rồi một hình ảnh để nhớ để thương.
còn cao nguyên mình giờ đây đôi với mũi chỉ còn là một hình ảnh xa mờ. Rồi mai mốt đây trên bước đường đời vô định, đêm có đậu cạnh anh nhớ mãi về em. Và nguyện suốt cả một đời cao nguyên mình yêu chỉ có em thôi. Ủa nghe.